đậu hũ nha bà con. Đậu hũ là gốc ở Trung Quốc mà nó cũng có tên đậu phụ nữa. Cho nên là những người không được ăn đậu hũ hay là đậu phụ này, ăn vào nó không tốt cho sức khỏe của mình. Mà như vậy là những người thiếu iốt, thiếu máu, tăng bệnh gút, nam giới yếu tinh trùng, đậu hũ hay đậu phụ này để tu lành được không sao. Đó là người không ăn là có người ngất, nguy cơ tiềm ẩn quá nhiều. Vì đậu hũ là như thịt động vật, chọn ăn no cũng được, nhưng mà những người thiếu iốt là không nên dùng, không nên ăn. Thiếu máu, tăng bình gút, yếu tinh trùng nam giới, bỏ tu lạnh được không sao cả. Nhưng mà mỗi người ta chỉ ăn 200-300, như vậy là bằng 2-3 miếng. Nó tốt vì trong đậu hũ nó có protein, lipid, canxi, kẽm, sắt, nhóm vitamin, đó, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường. Tiếp 2, nên ăn đậu hũ mỗi ngày. Nên ăn đậu hũ mỗi ngày mỗi miếng là 100g thì nó tốt cho thận, tốt cho thận nhân tạo cũng tốt luôn, ghép thận, giảm loãng xương. Thời kỳ mãn kinh của phụ nữ, lọc dinh dưỡng, đào thải gan tốt, tốt cho hệ thần kinh trung ương. Tùy mà sử dụng cho mình, bà con chúng ta sử dụng được tốt cho đậu hũ không sao cả. Vui lòng thực hiện bà con ơi. Xin chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào nào.